cảnh tường chưa từng thấy. Tại cầu treo cho hồi của cháu này. Tạm là với anh Long nhận cho lúc nào. Ngày hôm nay, ngày 27 tháng 9, do mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An bị ngập cục bộ, gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân, giao thông đi lại khó khăn, một số nơi bị chia cắt vì đường ngập sâu. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Châu đề nghị cơ sở tiếp tục theo dõi chặt chẽ các tin cảnh báo, dự báo thông tin kịp thời, các đơn vị kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn hệ thống hồ đập, đặc biệt là các công trình đang không hoặc bị hư hỏng, xuống cấp. Các đơn vị tập trung quản lý chặt chẽ và hướng dẫn giao thông ở các tuyến đường giao thông, các tràn bị ngập, nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá, trên sông, suối, hạ lưu hồ đập khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người, kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, kiên quyết di rời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của người dân và tài sản của nhà nước. Còn sân lợi ngập hết này. Là hư hết ngập hết này. Còn là toàn bộ đám dương này. Chỗ là xác định là phải cho ngập. Người sân sạt lở này, nhà em này. Trần Quy Châu này, trước trời mới luôn. Đó là người dân đào sâu vô sát đất nhà em, như là trời mưa là sập cả luôn, sập sát vô nhà luôn.